Chị Hiền 48 tuổi à chị ơi? Chị 48, năm nay 48 tuổi rồi. 48, 49. Đợt này đau bụng hay bị như nào mà đi soi thế hả chị? Vâng, bị đau bụng mấy ngày nay. Đau vùng quanh rốn này, trên rốn hả chị? Đau bụng phần dưới này, bụng dưới này. Đau bụng dưới à? Chị có rối loạn phân gì không? Có, ngày đi ở vài lần đây em. Ngày đi mấy lần hả chị? 5, 6, 7 lần đấy. Ôi dồi. Hôm nay là ngày thứ mấy bị như này rồi? Ngày thứ 5, thứ 6 rồi. Trước này nó bị, thế à? Nhưng mà bị hai chị ấy uống cái tê ta nó khỏi. Thế à? Cái này thấy nó bị, nó khó chịu. Sau này có những đoạn đại tràng gập góc là nó cũng đau đấy. Chịu khó thả lỏng người được, hít thở nhé, thả lỏng người. Chị dặn nhẹ một chút nhé. Khoa hậu môn đây đang ở trực tràng của chị. Chị để quan sát trên màn hình, quan sát cùng với các bác sĩ. Trực tràng niêm mạc ở tốt rồi, không vấn đề gì cả. Hút hết cái dịch tự động, chuẩn bị cũng tương đối sạch rồi. Nhìn thấy đường đưa dây đây, đường đi ở khoảng độ vị trí 1 giờ đây. Vị trí là giữa màn hình đến đưa dây. Thường đi ngoài ngày nhiều lần là phân lỏng đấy. Phân lỏng. Mà co thắt nhiều này. Có thể sợ nó là cái dội hội chứng vật kích thích. Có hay đau bụng không hả chị? Có lúc nào thỉnh thoảng thôi. Đây, đường đi nó vị trí 11, 12 giờ. Nó co thắt rồi xong lại buồn đi ngoài. Đi ngoài xong cái nào lại đỡ đau chứ? Lại thôi, đúng đi rồi. Ngoài xong lại thôi. Đến Sigma thì Sigma sẽ khó khăn, đang ở đại tràng Sigma của chị đấy. Sẽ khó khăn nhất đây, đang ở vị đường đi ở vị trí. Hết thở mình cũng nói xong cái nó thay đổi rồi. Đoạn này thay đổi liên tục. Nó ở vị trí 11 giờ này. Lại xuống vị trí 5 giờ 6 giờ này. Đoạn này nó thay đổi liên tục cho nên chúng ta phải bám sát đường đi này. Đang sigma, vẫn đang sigma. Đang 5 giờ 6 giờ chúng ta phải xoay dây theo chiều kim hồ. Rút dây xem. Có dây để không tạo cuộn ống được thì nó sẽ đỡ đau. Đấy, đường đi vẫn là khoảng độ 3 giờ, ok. Đúng nguyên tắc là nhìn đưa soi nhìn thấy đường không nhìn thấy, chúng ta rút ra một chút, đây đang 6 giờ, vị trí 6 giờ. Tốt, nó có thắt nhiều cho nên là rất là bình tĩnh. Vị trí 3 giờ. Thôi, qua nó rồi. Rút ra một chút nữa, đây đang ở vị trí 1 giờ đây. Rút ra này nữa mà nó tụt thì không rút nữa. Hết thở được, thở lòng người được rồi nữa. Vị trí 6 giờ đây. Đang có vẻ đang vào lại trái đấy rồi. Dịch này. Đang ở vị trí 11 giờ đây. Nó lại xuống ngay vị trí 5 giờ đây. Đoạn đấy là cái đoạn gốc góc đây. Ở đây có vẻ bóng góc lách đây sang này. Nhìn cái bóng tím sẫm của lách nó bám vào. Wow, đoạn này có ok đây. Ở đây có vẻ như đang xong đại tràng ngang đây. Rút dây. Sau đây nữa tụt thì thôi. Sau này nó có đau ở chị, đau nhiều ở chị. Đoạn này đưa dây nó đau, có đau đấy, em cứ thả lỏng người nhé. Đưa dây nó có đau này. Đó, đúng rồi. Mềm bụng của em. Bớt bớt thôi. Đưa dây nó sẽ tạo cuộn ống ở đây, nó sẽ đau đấy. Đang tạo cuộn ống, đặt đẩy dây vào, không, nó không đi. Mềm bụng. Nó đang tạo cuộn ống. Nó tạo cuộn ống. À, nhìn thấy đường đấy. Nên đưa dây nó tạo cuộn ống cho nên là phải ép được sờ trong cái đoạn nào nó tạo cuộn ống nó sẽ ép. Thông thường nó sẽ cuộn ống ở sigma. Đưa dây này. Cứ thả lỏng người chị nhé, thả lỏng người được. Thả lỏng người được. Xoay dây một chiếc cơm hồ xem. Tốt quá, đây. Qua đây phải gần đến góc phải đây. Đến đây chúng ta rút dây xoay dây ngược chiều kim hồ. Tụt ra. Hết thở, không dặn. Hết thở ra, chiều hồ. Mềm bụng một chút nữa, không dặn đấy. Tăng nhiều rồi chị. À, có đau không? Không đau, không có. Thế thì thả lắm một chút nữa, không tăng nhiều. Thả lắm thở đấy, đúng là khi này. Qua đây, rút dây xoay dây ngược chiều kim hồ này. Hết thở. Chưa nhìn thấy được. Móc được vào góc này nữa là mới qua được. Đây là ok. Thì một cái này cái đúng không? Hít thở đi.
tụt mất có góc ấy, đây góc phải rồi. Thở nha. Ngoan. Hút bớt hơi thì vừa rất chậm. Nó làm nắng được đi. Được đi ở bên tầm 5 giờ. Xoay dây mà đưa vào đây nữa là xong. Chưa được. Đưa này là tạo cuộn ống hơi đau một chút nhá. Rồi, qua đây. Vào đây được nữa thì mới xong được hết. Ok. Xoay dây theo trực. Theo trực kiểu đồng hồ chữa móc vào được. Đấy. Em chưa nhìn thấy đường, hãy rút ra một tí. Cái đều đều như thế em phải tự. Đổ ra đến đây. Đây mật quá. Đây, vào lại hình thái đây rồi. Cọc, bên đây là cọc. Ok. Xong rồi, cọc đại tràng của chị đây rồi. 5G đi chị ạ. Chị đi cùng ai không nhỉ? Nâng cho em cái chân đây nè. Hết đại tràng ở đoạn 70, khoảng 70cm này. 5 mét, đặt xuống đây ạ. Nằm ngửa ra nè. Nằm ngửa ra giữa giường một tí. Ngửa ra, thoải mái chị ạ. Thôi, co hai chân lên. Chị đi với ai hay đi một mình hả chị? Đi mình em qua ở đấy nó không gây về chỉ đi mình thôi. Đúng rồi, nếu soi thường thì chỉ cần một mình cũng được. Chưa, là không có ui gì quá. Chứ có khác là gì nhất, không thì bác sĩ đã nhìn được rồi. Bác sĩ thì không hiểu. Nếu có tổn thương thì sẽ chỉ cho chị. Vâng, nếu có viêm, có loét hay có u cục hay là có polyp thì cũng sẽ chỉ luôn cho chị ở trên màn hình này. Yên tâm nhé. Vâng, qua đấy, vào chán hốt cái vùng. Hốt hết cái dịch. Gốc ruột thừa là nơi cuối cùng của đại tràng đây. Qua đây để vào cái kiểm tra cái đoạn cuối cùng của ruột non, đây là hồi tràng. Đoạn cuối hồi tràng, niêm mạc này cũng rất là đẹp. Ok. Nhu động nó nhiều thành ra không? Chị cái đau bụng mà đi ngoài 5-6 lần lỏng phân như này được bao nhiêu ngày nay rồi chị? 4-5 ngày đây. 4-5 ngày à, mới bị có 4-5 ngày thì chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng ruột kích thích. Thế có thể là mấy hôm vừa rồi chị? Trước 2-3 năm trước là tỉnh phẳng lắm thế đâu, nhưng mà tỉnh phẳng thôi. À thế. Nhưng mà lúc nào cũng thế. Tỉnh phẳng xong là mỗi lần đi ngoài nó đau quặn lại xong mình đi ngoài xong lại thôi. Đi ngoài xong lại hết đau đúng không? Ngoài xong lại hết đau. Nhưng mà phải tốt, hút hết cái dịch. Đại tràng phải, 5 ngửa này sẽ động dịch và đại tràng phải, đại tràng trái và trực tràng. Đấy là một cái mốc mà chúng ta biết được đâu là đại tràng phải, đâu là đại tràng trái, đâu là trực tràng. Hút hết cái dịch để quan sát, không có tổn, hiện tại chưa thấy tổn thương gì cả. Thế mà mỗi một năm bị mấy lần bị tình trạng như này chị? Cứ đau bụng đi ngoài này khoảng bị khoảng mấy ngày nó khỏi ấy, mấy ngày nó lại về bình thường. Cứ làm viên theta thế nó khỏi. Uống viên theta cyclin đấy. Đây là cái cặn phân bơm. Thỉnh thoảng ấy uống đại tràng phân bền. Chị ăn được những cái đồ tanh không? Ăn đồ tanh mà có bị đau bụng đi ngoài lỏng phân không? Ăn đau bụng ăn đồ tanh đấy, ăn rau muống. À đấy, ăn rau muống cứ ăn vào là bị đau bụng. Ừ, nó hay đau bụng đi ngoài hết. Đúng rồi, và chị khả năng nó bị cái vấn đề hội chứng ruột kích thích ấy. Thành ra là chị xem những cái đồ ăn nào không hợp ấy. Ví dụ ăn những cái đồ mà tanh hoặc là đồ ăn rau muống như chị phát hiện ấy. Ăn rau muống mà ăn vào bị đau bụng đi ngoài thì sau mình tránh không ăn rau muống. Nhưng phải để ý xem rau muống, bản chất rau muống hay là do rau muống người ta phun thuốc thì có thể là mình... Rau muống nhà mình vậy. Của nhà rồng được nên là không đi mua chợ. Của nhà mình rồng được, tức là không có thuốc men gì rồi mà vẫn bị đau bụng đi ngoài. Thế thì khả năng cao của chị, cơ thể của chị nó không hợp với lại cái... Cái rau muống, cái rau muống. Ăn mít ấy, nhà rồng mình nấu mít, ăn nó cũng thế. Là ăn mít cũng bị đau bụng, cũng đi ngoài lỏng phân. Tốt đấy chị, nghe ngóng chị biết được những cái đồ ăn không hợp mà ăn vào những cái đồ đấy vào nó bị thì lần sau chị tránh những cái đồ ăn như thế. Đây đang là đại tràng ngang, tốt, không động dịch. Tốt. Bơm hơi thì nó giãn rồi là quan sát. Chỗ này là 40, 60 này, 50, 40cm. Góc trái này, bắt đầu đến chỗ này là đến đại tràng trái đây. Ngoài đại tràng trái nó sẽ có động dịch này. Chỗ này đi hơi nhanh, chúng ta sẽ kiểm tra lại một chút. Có thể dịch. Kiểm tra lại một chút. Cho nó tụt hơi nhanh, ok, không vấn đề gì. Nghe mặt cũng đẹp. Ngoài này là đại tràng trái đây rồi, hút hết cái dịch lưu động.
Đến lại sang trái lại nhìn thấy dịch có động. Chị chuẩn bị cũng tự gọi là sạch, chưa đã sạch hẳn. Nhưng mà đại sang trái này tốt, không vấn đề gì cả. Dịch động, có đất của dịch. Tốt lắm, chưa thấy tổn thương gì cả. Còn 2K trực tràng nữa. Tốt rồi, chưa thấy tổn thương ra ngoài này là sigma rồi. Nó không động dịch ấy. Mà niêm mạc đẹp tốt, không vấn đề gì cả. Sigma ngoài đèn là đến sức trang đấy, động dịch không thấy được gì cả. Quan sát nhưng mà hiện tại thì vẫn chưa thấy tổn thương gì cả. Cái triệu chứng của chị à, tất nhiên nó chưa đủ tiêu chuẩn để chẩn đoán đâu, nhưng mà khả năng cao nó là cái hội chứng giật kích thích, tức là đau bụng liên quan đến rối loạn phân, mà mỗi cái thời gian nó phải kéo dài trên 3 tháng. Chị thì cứ thỉnh thoảng bị một đợt ngắn lại hết. Bơm hơi là quan sát kỹ, trực tràng niêm mạc này tốt. Không có polyp, không có viêm loét, không có khối u y gì cả, yên tâm chị nhé. Soi thường mà chị soi giỏi đấy, hôm nay soi này đau nhiều không? Không, thấy đau mấy đâu. Thế à, lần sau đi soi thường tiếp chị có dám soi không? Không dám soi, à. Vì thấy bà chị dâu, em dâu nó đi thì nó bảo nó gây mê. Vâng. Nhưng mà bà chị dâu thì bảo là ta chả gây mê, ta thấy chói chói. Đúng rồi, đa số mọi người thì soi nó đau vừa phải, đau ít. Tôi thì thử thử đi theo bà chị dâu xem là... Đấy, nhiều bác sợ lắm, nhiều bác còn lo lắng, còn sợ hãi, thành ra là nó làm cho cái đau nó cũng tăng lên đấy chứ. Còn cái tâm lý cứ thoải mái như chị soi rất là thoải mái, nó cũng không đến mức độ gây gớm lắm đúng không? Nhiều người cứ bảo là soi đại tràng khủng khiếp lắm, mới đau lắm, nhiều bác sợ lắm. Bao năm nay cũng dám đi đâu. Thế ạ, bác cũng sợ. Thế là chị cũng sợ. Cũng sợ người ta. Già, hôm nay trải qua thật rồi thì hết sợ rồi nhá. Ok, cái đường lược là ranh giới giữa niêm mạc à. Biểu mô trụ đơn của trực tràng và bên ngoài nó là biểu mô lắp từng của da. Ok, xong rồi bác ạ, chị ạ, tốt.